nếu chúng ta được học Phật từ lúc còn trẻ, thì giáo lý của Đức Phật thì được gọi là cái giáo lý từ bi và trí tuệ, được ví như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của đèn đuốc để chiếu phá tất cả những chỗ tối tăm ở trong thế gian này. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Pháp Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật. Ngày hôm nay, chúng con vô cùng hoan hỷ được cung thỉnh sự hiện diện của quý thầy Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trưởng ban cố vấn câu lạc bộ Hương Từ Bi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con hiện nay đang là thành viên ban quản chúng của câu lạc bộ Hương Từ Bi. Tháng 10 vừa rồi thì chúng con có hỗ trợ nhà chùa tổ chức khóa tu Hương Từ mùa thu và có chào đón gần 2.000 bạn trẻ về chùa để tu học. Con biết rằng là tuổi trẻ học Phật thì sẽ có rất là nhiều lợi ích, và ắt hẳn đó cũng là cái lý để thầy bỏ ra nhiều tâm huyết để gieo duyên cho giới trẻ về chùa học Phật. Tuy nhiên, con và một số bạn vẫn chưa thực sự hiểu rõ được lợi ích của việc học Phật. Trong buổi pháp đàm ngày hôm nay, con rất mong thầy sẽ bố thí chỉ dạy cho chúng con về lợi ích và những ý nghĩa thiết thực của việc tuổi trẻ học Phật là gì, có được không ạ? Vâng, thì xin kính chào các quý vị khán giả của kênh Phật Sự Tản Viên. Xin chào tất cả các bạn trẻ thân mến. Như chúng ta đã biết, giáo pháp của Đức Phật cũng giống như vị nước biển. Như trong kinh Đức Phật dạy, nước biển có một vị duy nhất giống như nhau, đó là vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật cũng có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của Đức Phật ở tại thế gian này chính là vì cái mục đích cao cả, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ. Do đó mà các con biết đến Phật Pháp từ lúc còn trẻ như thế này là một cái lợi thế, một cái nhân duyên rất lớn đối với tuổi trẻ của các con. Vì chúng ta biết rằng các cụ ngày xưa nói là muốn giáo dục, muốn uốn nắn, muốn dạy bảo một con người thì phải uốn nắn dạy bảo từ lúc còn thơ. Vì cái tuổi trẻ là cái tuổi mà chúng ta tiếp thu nó dễ nhất. Và tương tự như vậy, các con còn trẻ mà biết được Phật Pháp, lại phát được cái tâm tín kính thật sự và phát nguyện tìm hiểu giáo lý của Đức Phật để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để thay tâm đổi tính, chuyển từ cái tâm tham lam, chấp trước, sân hận, si mê thành cái tâm từ bi, yêu thương, bình đẳng, bác ái, thì thực sự là không còn cái quý nào quý hơn. Thứ nữa là tuổi trẻ cũng là cái tuổi mà mọi cái suy nghĩ, mọi cái quyết định phần lớn thì nó chưa được là chín chắn và đúng đắn như cái tuổi trung niên và cái tuổi trưởng thành. Cho nên chính vì vậy mà có rất nhiều những cái suy nghĩ và những cái quyết định có thể nó dẫn đến một cái sai lầm nghiêm trọng nào đó ở trong cuộc đời chúng ta. Chính vì vậy mà nếu chúng ta được học Phật từ lúc còn trẻ, thì giáo lý của Đức Phật thì được gọi là cái giáo lý từ bi và trí tuệ, được ví như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của đèn đuốc để chiếu phá
tất cả những chỗ tối tăm ở trong thế gian này. Vì cái lý do đó, cho nên nếu mà các con mà còn trẻ mà được học Phật thì chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái lợi ích thiết thực ngay từ cái lúc mà mình còn trẻ, được nhờ vào cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Chư Tôn Đức Tăng Ni để hướng thiện cho các con, để chỉ bảo những cái điều mà tuổi trẻ các con còn khiếm khuyết. Tuổi trẻ thì có thể nói là rất là nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi và muốn làm một cái điều gì đó. Có thể là muốn quyết tâm để đạt được. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp được cái con đường và cái đích đến chân chính thì nó đem lại cái lợi ích thiết thực ngay trong cuộc sống này và lợi ích cho cả mai sau nữa. Còn nếu mà chúng ta không may mà cái con đường và cái đích đến đó nó không phù hợp với đạo đức, với pháp luật thì nó lại khiến cho các bạn trẻ các con lầm đường lạc lối, thậm chí là có thể là dẫn đến cái việc mà những cái hành động, những cái việc làm vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật, có thể là tù tội vân vân, khiến cho cha mẹ, người thân rất là buồn thương và đau khổ. Chính vì vậy mà các quý thầy trong những năm gần đây, dưới cái sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Chư Tôn Đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, đã rất chú trọng tới các khóa tu dành cho các bạn trẻ ở khắp cả nước, và đặc biệt là vào dịp nghỉ hè của các bạn học sinh và sinh viên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có những cái hướng dẫn rất là chi tiết, rất là cụ thể đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp để tổ chức các khóa tu mùa hè, khóa tu thiền thất, khóa tu Phật thất, khóa tu một ngày an lạc vân vân cho các bạn trẻ, các lứa tuổi từ học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến các bạn là sinh viên như các con. Do đó mà những năm gần đây các khóa tu mùa hè, các khóa tu dành cho các bạn trẻ nở rộ ở trên khắp 63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và thầy cũng công tác ở trong cái Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cũng tham gia và chỉ đạo Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành và các quý thầy phụ trách cái mảng hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành và các quận huyện trong cả nước cùng phối hợp để tổ chức cái khóa tu cho các bạn trẻ ở tại các ngôi chùa địa phương của mình quản lý và chủ trì. Thì qua những cái báo cáo cũng như là cái nghiên cứu và thực tiễn thì thấy rằng cứ mỗi sau một khóa tu như vậy, cái sự thay đổi và chuyển hóa của các bạn trẻ rất là lớn, đặc biệt là các bạn là sinh viên. Vì trong cái độ tuổi này, các nhận thức của các bạn có thể nói là cũng khá là tốt. So với học sinh cấp 1, cấp 2 thì có thể nói là
đạt được 80-95%. Chính vì vậy mà những cái lời dạy của các quý thầy, những lời khuyên răn, sách tiến của các quý thầy đối với các bạn trẻ khi tới chùa tham dự các khóa tu như vậy, các bạn tiếp thu rất là nhanh, rất là tốt. Và đặc biệt là các bạn không chỉ tiếp thu mà rất nhiều bạn đem áp dụng cái lời Phật dạy, lời các thầy sách tiến đó, động viên đó, áp dụng vào cuộc sống cũng rất là nhanh và rất là tốt. Nhiều gia đình, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng phải khẳng định rằng từ khi con trai và con gái của mình tới chùa tham dự các khóa tu mùa hè, các khóa tu Phật thất hay khóa tu thiền thất, khóa tu một ngày an lạc do các chùa tổ chức đó, thì về các bạn có những cái thay đổi theo cái chiều hướng tích cực rất là tốt. Cụ thể là rất nhiều các bạn trẻ ở trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa Khai Nguyên của thầy, các bạn cũng có những sự thay đổi rất là tốt. Cách đây khoảng một tháng, có một cặp vợ chồng ở bên tỉnh Phú Thọ sang đây và lễ Phật và cảm ơn thầy vì cái khóa tu mùa hè vừa qua. Gửi cậu con trai đang học lớp 9 sang đây dự khóa tu mấy ngày. Trước đó thì bạn ấy rất là ngang, rất là bướng và rất là hay cãi lời bố mẹ. Và đặc biệt là đi học là còn hay khà khịa bạn bè và thậm chí là đánh nhau, chửi nhau, và bố mẹ phải đến gặp các thầy cô giáo để giải quyết cái vấn đề con cái hư hỏng và đánh nhau ở trường đến mấy lần. Nhưng bố mẹ của bạn ấy nói là từ khi sang tham dự khóa tu mùa hè năm 2023 vừa qua thì về bạn ấy có một cái nhìn nhận và một cái hành động bố mẹ thấy là rất là vui. Ví dụ như là ăn cơm, bạn biết mời bố mẹ. Cái điều nó rất nhỏ thôi, nhưng mà trước đây mười mấy năm trời đứa con của gia đình chưa biết mời bao giờ. Nhưng bây giờ tự nhiên sau khóa tu về thì đứa con trai của mình trước khi ăn cơm biết mời bố mẹ ăn cơm. Ăn xong cậu ấy lại tự động đứng lên để dọn mâm, dọn bát, rồi dậy sáng thì lại tự động dậy sớm hơn mọi khi để đi rửa cái bộ ấm chén hay đi là lau dọn cái phòng khách. Đấy là những cái mà bố mẹ bạn ấy thấy là chưa bao giờ bạn ấy làm. Nhưng sau một khóa tu mấy ngày về thì bạn biết làm điều đó. Và đặc biệt là cái học lực của bạn ấy, thì từ đó trở đi thì thấy nó tiến bộ hẳn lên. Và một cái điều quan trọng nhất đó là từ đó cho đến hôm bố mẹ sang chùa thì không phải nghe cô giáo kêu ca phàn nàn là cháu hay chửi nhau hay đánh nhau ở ngoài trường nữa. Và bố mẹ không bao giờ phải bận tâm cái việc đó từ khi cháu tham dự khóa tu về. Đó là những cái, thầy nghĩ là những cái lợi ích thiết thực khi mà tuổi trẻ hướng Phật và học Phật, đem áp dụng những lời Đức Phật dạy, lời các quý thầy cố vấn giảng dạy và động viên, sách tiến các con. À, nếu các con biết tiếp thu, các con biết áp dụng vào trong cuộc sống, chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái lợi ích thiết thực ngay trong đời sống này. Chứ không phải đợi đến cái một cái kiếp sống sau hoặc là một cái kiếp sống ở Tây Phương Cực Lạc hay ở đâu đó mình mới được hưởng thụ, mới được lợi ích, mà lợi ích ngay trong cuộc sống hiện tại này. Cho nên chính vì vậy mà trong những năm qua thầy cùng với các quý thầy cũng như là các Phật tử và các bạn trẻ trong câu lạc bộ cũng trợ duyên và giúp đỡ thầy trong cái vấn đề khuyến khích và động viên các bạn trẻ tới chùa, đặc biệt là các bạn đang
độ tuổi sinh viên như các con đến chùa làm công quả, đến chùa để học Phật và đến chùa để tu theo Phật. Cái chữ tu ở trong nhà chùa nó có một cái rất hay như thế này. Tu có nghĩa là gì? Là thay đổi, là sửa những cái thói hư tật xấu của mình để thành những cái ý nghĩ, việc làm, hành động tốt hơn, tốt đẹp hơn, hướng dần đến cái chỗ rốt ráo, đó là chân thiện mỹ hơn. Chính vì vậy mà thầy nghĩ rằng các bạn trẻ biết tế Phật Pháp càng sớm càng tốt, và đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống của chúng ta càng sớm càng tốt. Bằng chứng ấy thì có thể nói là không chỉ một bạn trẻ mà thầy vừa kể với các con lúc nãy, mà có rất nhiều những gia đình, những bậc phụ huynh sau khi gửi con tới chùa tham dự khóa tu mùa hè, hoặc là hoan hỷ, quan tâm, tạo điều kiện, động viên con mình tới chùa tham dự các khóa tu của các chùa tổ chức, thì phần lớn, phần đại đa số đều công nhận rằng con của mình từ khi tham dự khóa tu về có những cái suy nghĩ, những cái hành động có trách nhiệm hơn với gia đình, và biết yêu thương, biết hiếu kính ông bà, cha mẹ và người thân, và biết trân trọng những cái giá trị đích thực mà mình đã và đang có hiện tại. Từ đó các bạn lại càng trân trọng những cái gì mà cha mẹ và người thân đã và đang dành cho mình nhiều hơn. Cho nên thì thầy nghĩ rằng tuổi trẻ của các con nên tìm đến với Phật Pháp càng sớm càng tốt. Nên tìm những vị thầy có đạo đức, có trí tuệ, để làm cái vị hướng thạo, vị thầy hướng đạo cho mình ở trong quá trình học Phật. Thì thầy nghĩ rằng được như thế thì rất là tốt. Đối với tuổi trẻ của các con, ngoài cái việc học tập ở trên ghế nhà trường ra, tức là mình học tập về trí tuệ của thế gian đó, để mình đem áp dụng vào cuộc sống thực tại sau này, để đem lại công việc ổn định, cơm no áo ấm, xây dựng cuộc sống của gia đình và xây dựng cái cuộc sống của xã hội, đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng phồn thịnh rồi. Thì chúng ta lại gần gũi Tam Bảo, học thêm cái giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Đạo Phật, để cho mình có một cái trí tuệ vô lậu, trí tuệ vô ngã. Từ đó mình nhận thức được cái đời sống ở thế gian này theo như trong kinh điển Đức Phật đã dạy, và đặc biệt là mình tuổi trẻ hướng Phật, học Phật, mình hiểu được về nhân quả. Vì nhân quả nó chi phối tất cả cái vận mệnh của chúng ta, sang giàu, hạnh phúc, khổ đau, hay là bệnh tật, chết yểu, đều xuất phát từ nhân quả mà ra. Cho nên các bạn trẻ học Phật mà hiểu được nhân quả, tin sâu nhân quả, để mà đoạn ác tu thiện, thì thực sự không còn cái tốt nào hơn cái tốt đó nữa. Dạ vâng, con bạch thầy, con từng nghe một câu nói rằng là Phật Pháp là một nền giáo dục
Và quả thực là sau những lời chia sẻ vừa rồi của thầy thì con càng thấu hiểu hơn được những lợi ích thiết thực của việc học Phật từ khi còn nhỏ. Con thấy thực sự rất là tâm đắc với những lời chia sẻ vừa rồi ạ. Con xin được tri ân công đức của thầy và xin kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành ạ. Và sau những lời chia sẻ vừa rồi của quý thầy thì con tin chắc rằng sẽ ngày càng có nhiều bạn trẻ đến chùa, nỗ lực học Phật tinh tấn hơn nữa để có thể đem lại lợi lạc cho bản thân và gia đình. Chương trình Pháp Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.